thêm một ứng dụng Việt quyết chen chân vào thị trường gọi xe khốc liệt. Khác với các ứng dụng từng ra mắt tại Việt Nam từ trước đến nay, ứng dụng gọi xe mới với tên gọi Mobile Caro có màn xuất hiện khá âm thầm. Theo thông tin chia sẻ tại một diễn đàn dành cho tài xế công nghệ, Mobile Caro là một ứng dụng gọi xe công nghệ và chia sẻ đi xe chung trên cùng tuyến đường. Ứng dụng cũng có các chức năng chính như gọi xe, giao hàng, giao thức ăn và tích hợp thêm mảng thanh toán trực tuyến. Tuy nhiên trong mảng dịch vụ vận chuyển, ngoài gọi xe máy, gọi xe taxi và giao hàng. Mobile Caro còn đưa thêm dịch vụ vận chuyển bằng xe tải và container để tận dụng nguồn xe rỗng chiều về. Dù cùng gia nhập thị trường gọi xe đầy căng thẳng nhưng Mobile Caro không đi theo hướng bỏ nhiều chi phí quảng cáo, trợ giá, tặng thưởng cho tài xế. Thay vào đó, ứng dụng này dự định chiêu mộ tài xế thông qua hình thức affiliate marketing, nghĩa là mỗi một tài xế giới thiệu thành công người mới đăng ký tham gia và sử dụng hệ thống. Mobile Caro sẽ trả hoa hồng cho những người có công chia sẻ và hướng dẫn họ sử dụng app. Ngoài ra, tài xế tham gia không cần phải trả phần trăm chiết khấu trên mỗi quốc xe mà sẽ đóng khoản phí cố định để duy trì hoạt động, 150.000 đồng trên tháng hoặc 300.000 đồng trên 3 tháng. Tài xế cũng không cần mang áo, mũ đồng phục mà được tùy chọn trang phục cho thoải mái. Còn về phía khách hàng, ứng dụng này chủ trương không khuyến mại, không tăng giá giờ cao điểm mà thu hút họ bằng mức giá rẻ hơn. Cụ thể, nếu so với Grab, Go, Việt hay Be trong mảng hai bánh, giá Mobile CaroBay đang rẻ hơn ít nhất 600 đồng trên mỗi km. Theo một website chuyên cung cấp thông tin công ty, Mobile Caro thuộc công ty cổ phần giải pháp công nghệ giao thông Mobile Caro. Công ty có trụ sở tại Hà Nội và chính thức hoạt động từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. Ứng dụng đã có phiên bản cho khách hàng và tài xế trên cả hai hệ điều hành iOS và Android. Tuy nhiên phần dịch vụ mới chỉ mở cho hoạt động của xe hai bánh và taxi 4 bánh. Các dịch vụ giao hàng, xe tải hay xe container đều đang khóa. Nhật Anh, Tổng hợp Theo trí thức trẻ